ta đến với trận đấu tiếp theo rồi. Trận đấu bản lề trong xe đấu thứ tư. Bên kia là xe Nghia. Bên mình là Min Wan và Baby. Lại căng cỏ. Tùy bài thôi. Tên quân cái này quen. Nếu có bì đây, nếu có nhớ map rồi hay không? Xe Nghia. Bài có một con voi rồi. Đôi đi, đôi, 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 cũng ba la, đôi. Đôi voi để cho anh mèo. Anh mèo đánh cung A, đánh chém em nhà này thì không có thế đánh cung A rồi. Rồi chém luôn cho mát bầy yêu đây. Mấy con, lại 4 con sao, 5 con. Không, nó là 6. Như vậy là bầy yêu to. Một thôi. Babylon, bảy hiệu đầu là 7 con. Nhưng mà thì đồ 7 hiệu 7. Đôi voi quả phụ nữa thôi thì nó sẽ đủ. Con hiệu đấy nhất thiết phải phi thêm một phát nữa thì nó mới chết được. Thì nó mới đủ cái lượng máu để nó chết. Không thì phải thi cái con hiệu phải phi 2 phát nữa mới chết. Một tên phi ảo thôi. Phi lag. Rồi. Hiệu hơi bướng. Mít tùm mèo. Đây bảy hiêu nữa. Như vậy là đồ sẽ đủ thôi. Thêm bãi quả thì tươi hơn là bảy hiêu. Bảy hiêu thì có thể nhường cho nô 1 vì đến giữa hai nhà. Nếu nô 1 không có đồ gì ăn. Thôi lùa nốt con hiêu về đi anh. Đây bảy hiêu nữa, như vậy rất nhiều hiêu dành cho game thủ meo meo. Persian thì nó phải mát không? Ui cái đóng ghét. Cơ cấu hốc à? Từ từ đã, xem có hốc hốc hoác gì không đã. Rồi. 8 tròn, 23 nông dân chém chặt. Nô 1 đánh cung. Ui, độc cô của bạn 9%. Lại thấy bãi quả phụ nữa. Máy máy em mèo thôi. BM BL chuẩn bị được thiết kế. Vẫn 9% đến từ đầu cuộc của bạn. Kinh hồn. Quân đẹp, bài đã đẹp. 10.5. Nói chung là bài này thì phải từ từ thôi. Cạnh luôn nhà xe đầu cuộc rồi bạn.
Không, như vậy là IA đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi chứ không phải là Seng. Nói chung là vẫn khoai lắm. Sóc có 3 con chém, mình hốc 2 con lạc đài. Xin giò nó cũng rẻ hơn mình. Cái gì nó cũng rẻ. Nó một resize khó quá. Quần quần nó quá kinh khủng. Vâng, thôi vào lại bản đế chế lại thôi. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo.